Mình đây là Nguyễn Đức Minh Thư, mình là sinh viên của khoa quản trị kinh doanh quốc tế. Mình tên là Hoàng, hiện tại mình đang học marketing ở trường Hoplit. Anh tên là Mẫn, anh 24 tuổi, sinh năm 93. Mình tên là Minh Nhật, năm nay mình 21 tuổi. Em tên Tuấn, anh tên Hoàng, khoảng 30. Đeo ba lô ngược hả? Nếu bạn là theo cái đen hình như bóng? Hình như đeo ba lô đây đúng không ạ? Cũng có một vài lần, nhất là khoảng khi đi chụp hình đó nha. Đeo ba lô ngược thì anh nghĩ là tại vì hồi xưa anh cũng có đeo ba lô ngược. Ý là để chở bạn á, thì đeo ba lô ngược. Dạ rồi, thì đeo đằng trước thì đeo ngược đằng sau. Ủa đằng sau đằng trước chứ, lộn. Đây đúng không? Rồi, là thế là rồi. Thì theo mình nghĩ là... Thôi mình hiểu theo nghĩa trong xe tí đi ha, là mình đeo ba lô ngược ở phía trước. Có kỳ bóng không hả? Có chứ. Hoặc là nếu mà nói nó bóng gió thì chắc là giống như là mang bầu đúng không? Hình như nó cũng tương tự á. Rất là tương tự. Không. Ok. Chơi luôn. Rất là nặng, làm việc cũng khó khăn. Và đối với anh là sức nam thì anh thấy cũng không có gì. Nhưng mà anh nghĩ đối với nữ sẽ rất là bất tiện trong nhiều việc. Nên rất là cần được chăm sóc nhiều hơn, phải cẩn thận hơn. Đó là cả một quá trình. Lúc siêu nhân xong với bà với người mẹ thì lúc siêu nhân rồi trời. Vác cái này xong mà anh mới thấy chắc hồi đó mẹ anh vác anh trong bụng chắc mệt lắm. Mẹ luôn. Bên nắm trí trong người. Ghi thấy là cái người phụ nữ họ rất là chịu rất là nhiều thiệt thòi, vừa phải đi làm nữa. Đỉnh thần đấy. Dạ, 20 tháng 10 mình chúc mấy bạn nữ là sẽ luôn trẻ đẹp, đừng có sớm có baby như mấy bạn. Thì nói chung là anh thường làm hành động hơn, chứ tính anh là con trai thì anh cũng không có nói mình yêu mẹ hay mình yêu ấy. Dạ. Em muốn gửi lời chúc này tới mẹ của em, chúc mẹ có nhiều sức khỏe. Em muốn gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ cũng như là tất cả những người phụ nữ Việt Nam. Thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Sức khỏe là tốt nhất. Cái là thực hiện cái thiên chức của mình. Sẽ nhận được rất là nhiều hoa, quà. Quan trọng nhất đó là cái tình cảm mà những cái người thân yêu dành cho mình. Quá là khi thường luôn. Phụ nữ quá khi thường. Mẹ ạ. Cảm ơn mẹ đã mang hai đứa từ quanh trong bụng nha. Cảm ơn mẹ nhiều.